Chào các bác cô chú anh chị, hôm nay làm đêm cây này các bác nhé, đêm cũng muộn lắm rồi đấy. Làm cái cây cây xanh quê nhưng mà chất liệu y xì đúc lá móng, từ màu da, từ chất dăm, chất lá cho đến có quả, chả khác gì lá móng cả, chỉ có khác một tí là lá nó hơi xoăn thôi. Thực tế là lá cũng rất là giống lá móng, thì thôi, nó giống hệt nhau thì tùy, có khi là tôi cũng có thể gọi nó là lá móng. Nhưng đến cái độ mà nó y hệt nhau từ chất liệu cho đến mọi thứ thì phiên phiến gọi cũng được các bác nhé. Đấy, thì cái cây này là mua ở chợ Vạn Phúc. Vì sao thấy cây này hôm đấy là đẹp nhất chợ? Thứ hai là cái chất liệu, cái thứ ba là quan trọng nhất, cái thứ ba là cái dáng nó nhìn nó nghịch cây, nó lạ lạ các bác. Và nó sạch, nó rất là sạch, sạch sẽ các bác nhé. Cái chất liệu như này là đúng chỉ có lá móng thôi. Quê mà nó như này thì cũng là ngang với lá móng rồi. Đấy, thì cảm quan bắt đầu là nó sạch và nó nghịch nghịch cây. Nó nghịch cây và nó là quê cuộn chậu, nguyên cái bánh chậu bầu dục đây. Thì mang về được hơn tuần đây rồi nhưng mà chưa trồng được quá. Do bận quá, cái thứ hai là chưa mua được chậu. Đến hôm nay tôi sửa đây, tôi quay video với các bác xem đây là cũng chưa có chậu, thì tôi sửa trước đi, ngày mai tôi mua chậu. Vì cái chậu chiều dài nó lại hơi oái oăm một chút. Đấy, nó thiên về chiều dài thì nó hợp với những cái chậu tàu ngày xưa hơn. Cái chậu tàu cũ ấy các bác là thường là chiều dài rất là dài, còn chiều rộng của nó thì lại hẹp. Đấy, thường thường là như vậy, nhất là những cái chậu chữ nhật ấy. Đấy các bác nhá, thì cây này thì cứ làm nghịch nghịch như này thôi, nó nghịch, nó quái, nghịch nghịch theo quái ấy. Thì sơ bộ thì tí nữa tôi sẽ làm nhẹ bớt cái chỗ này đi để thoát cái vài ra, và chỗ này nó đỡ lấn cấn ở chỗ này một chút. Đấy, bóc bớt chỗ này đi, bóc bớt chỗ này đi, thì chiều rộng của chậu nó lại hẹp đi cơ mà. Đúng là rất hợp với chậu tàu cũ. Và xếp lại cái vách này ra đây, xếp lại cái vách, vách này lấy đây rồi, ok rồi, bóc vách này trải nó ra, bên này cũng thế một chút. Đấy, ý tưởng vậy các bác nhé. Còn làm đến đây ra đâu, trình bày đến đấy, còn cái cổ này thì vẫn cứ nuôi thôi. Đấy, chuyển cổ ra đây nhá, xong giật một nước cái này, thế là xong rồi, thế là xong rồi. Chơi mặt này mặt chính các bác nhé, mặt này mặt chính hoặc là như này cũng được. Đấy, như này thì thuận hơn nhất này, như này là thuận nhất này. Đấy, thì tôi sẽ sửa, có thể sẽ cắt vào cái khẩu này và đục vào cái chỗ này đi. Đấy các bác nhá, thi triển thôi. Chính là dùng đục lại kêu đây. Sản xuất xong thuốc lá Thăng Long luôn, có việc gì con đấy quá. Thank you.
khúc bánh. Phải sửa lại ít nhất một lần nữa các bác nhá, vì là con phải đục chỗ này, đục sửa chỗ này một số những cái chỗ này đã, nhưng mà lại đêm khuya các bác lại nói thầm với nhau, chúng ta lại nói thầm với nhau, đẩy hết những cái rễ, những cái rễ này ra rồi, cắt bỏ những cái rễ vướng vướng mà mình không thích, cái tay này sau phải bỏ đi, đánh hết sang đây, đánh hết sang đây đấy, nuôi cái này này các bác nhá. Cái mặt này thì nó còn chưa có cái khung này, các bác đừng, các bác nhìn nó chưa thuận, nhưng mà sau tôi sẽ làm cho nó không còn như này. Đấy, cái chậu này thì mấy tay cái cuối năm điền hôm qua vào thì nó vừa khít vừa cắt bệ đi, may quá những cái rễ này nó phi cũng vừa vào cái lọt lòng cả các bác. Đấy, tí nữa tôi sẽ nắn cho dây vào đây và cho nó ăn xuống đất. Các bạn nhìn nhá, chơi cây này nó nghịch một chút. Mặt này thì chơi thì gần như là hơi truyền thống một chút, mặt này chơi thì lạ một xíu, xoay này đây, nói chung cứ chơi chẳng giống ai. Cây này mai phải xử lý chỗ này một chút, chỗ này nữa, thế thôi. Chơi một cái cây lạ chẳng giống ai. Đấy, dễ bệ thì cũng tạm ổn. Đấy, cây chơi cây vách mà, cốt thì cốt đầy. Đúng. Sạch sẽ. Trên cao xuống các bác xem. Đấy, nhìn cái loại này nó cục kích thích này. Đấy, thứ nhất là đây cái đường chạy nó zig zag này. Đấy, nhìn này. Đây ra này, zig zag này. Vừa dích rắc, vừa nhiều đầu lại vừa lạ. Đấy, phi cái chỗ này ra đây nữa là ổn. Xong rồi tôi sẽ bỏ cái này đi.
sẽ bỏ ngắn, bỏ ngắn. Đấy, các bác nhìn đấy, chơi thế thôi các bác. Tất nhiên mình chẳng gọi nó là siêu phẩm chứ, mình cố nuôi nó sau này nó sẽ đẹp hơn thôi, nhưng nó có cái nét gì mình thích các bạn đưa về. Đấy, mua cái này ở chợ. Mua 8 triệu đồng ở chợ đây. Đấy, các bạn nhìn. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bác nhé. Sẽ có những cái dịp mà nó thay đổi thì tôi sẽ quay lại cái cây này để các bác xem.